máy mới bã về thì bắt có mình điện suốt để một thời gian là ổn định thì bắt tắt ở trên mặt à. Con là sấy mà gì máy mới ở bãi về nó không gì mà tình không thương xin đừng lùi. Hai cái loa tôi để vào cốp, còn ông ấy trong không gian này để lên ghế đằng trước. Thì sau em quay cái hướng dẫn thủ tục em gửi cho Zalo cho thử ra ra các em thử ra ra bây giờ nhớ quá phải lên đường thử ra ra ok em ơi có lúc em gọi Zalo trực tiếp để hướng dẫn nhiều đường cả. Đúng đâu mua đồ đâu chứ về chỉ việc đấu thôi mình tiền đóng mà sao đấu cái tắm điện là ok chứ ra ngoài mua rác họ rác kia làm nhà lắm nếu không muốn thì như tôi về là tôi chỉ việc tôi cắm mà là tôi sử dụng để những đồ cũng có phải
Cái đây là bao nhiêu tiền này em nhỉ? Em ơi, còn tất cả cái đồ này bảo để từ khi năm nay làm thế. Năm nay 10 triệu. Bao nhiêu? 10 triệu. Thế bảo cái A85 là bao nhiêu tiền đấy? Năm trăm năm nó không có khoan à? Trong này có khoan không? Tiền đủ lại cho em dạ. Đây thì thôi lòng qua thôi, tệ nó cũng tệ. Về nhà thì nó nào nó cũng duy nhất một rác này cắm vào cổ nguồn tắt mà tống ở đây không biết cái gì thì gọi trực tiếp qua Zalo. Rồi, cái này điện 100 là cắm nhầm là có cục điện, cục đổ nguồn đây rồi. cái này là cái ăn đâu bảo con tiền đi à? Ăn gì đó? Đó.